bất cứ cha mẹ nào cũng đều yêu thương con cái hết mình. Chớ nên vì hoàn cảnh khó khăn mà so sánh cha mẹ mình với cha mẹ nhà người ta, để lại làm mất lòng nhau. Ba mẹ nhà người ta giàu có thì người ta đâu có cần phải suy nghĩ gì, muốn làm gì cũng được hết trơn á. Còn nhà em thì chị biết rồi. Ba là người đàn ông trong gia đình mà ba còn không lo nổi cho vợ con của ba. Trời ơi, ba cũng tủi thân lên chứ bộ. Ba cũng cố gắng hết sức hết thôi thì nhận đi cho ba mẹ vui nghe. Quỹ là khoản tiền để dùng cho những việc chung của một tập thể. Sử dụng tiền quỹ không nên bừa bãi, cũng cần phải khôn ngoan và đúng mục đích. Từ hôm nay, con sẽ quyết định lập quỹ xóm trọ khó dễ. Trời ơi, mất rồi đúng không? Con nói mà. Bởi vậy ta thấy ấp úng ấp úng là ta nghi rồi. Ngay từ đầu con nói là không có đồng ý làm trưởng nhóm rồi. Vậy làm ăn chị tưởng dễ lắm hả? Chứ đừng đồng thì cắt đóng vô bây giờ mất hết.